trái bạch hổ à, thấy ghê không? Đây. Dạ, cái con này đào tẩu cái dàn này chuẩn bị tiêm mũi 2 khoảng tuần 2 tuần nữa ra được, khá đều. Đây, dàn đực nè, nhìn nguyên cái hàng luôn. Đây này dàn cái đa tay đang lên. Em này là vận cái. Đây, em này vận đực nè. Vận đực đi đó, thấy kìa. Đây nó qua đây à. Đó này em vận đực. Đây. Còn em này chưa biết giới tính. Ơi đứng lên con, đứng lên. À đực luôn. Vận đực ta đang lên. Đây, tức là hai em vận đực. Một em vận cái, một vàng vận đực, một vàng cái. Đó đều xoay kiếm. Rồi chừng 2 tuần nữa, tuần 2 tuần nữa là tách bầy rồi, tách khỏi mẹ rồi. Mấy em này bạc má hết nha.